Chúa đã thương gọi con, Ngài chọn con dẫn bước theo Ngài. Với tâm thân mọn hè, Ngài nâng con lên bậc sông mới. Đây tâm ao đời con, kết nên trong tình yêu Chúa. Đây tâm ao quên mình, con xin dâng lên bản thân mình. Chúa đã yêu con, Ngài mặc cho con tâm ao mới. Chúa đổi mới đời con bằng tâm ao hồng ân của Ngài. Này là áo hiến dâng, là tình yêu con dâng lên Ngài. Chọn câu hứa ven thề, ôi tình Chúa mãi yêu con. Với năm tội khiên, đời nặng mang bóng tội thân mình. Chúa đã thương gọi mời, mời gọi con sống đời tận hiến. Ôi ánh sáng tình yêu, dẫn đưa con về với Chúa. Ôi thánh ân cao vời, xin cho con luôn vững bước theo Ngài. Chúa đã yêu con, Ngài tặng ban con tâm ao mới. Chúa âu ấp đời con bằng tâm ao tình yêu của Ngài. Này là áo muối men, là tình yêu con dâng lên Ngài. Là nhân chứng tin mừng, mang lời Chúa đến muôn nơi. Chọn câu hứa ven thề, ôi tình Chúa. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cha giám đốc Bruno, kính thưa cha phó giám đốc Du Xe, kính thưa cha tổng quản lý Tôma, kính thưa quý cha quản hạt, kính thưa cha đặc trách và linh hướng khoa Tu Đức, kính thưa quý cha giáo, quý cha trong ngoài giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, quý thầy, quý ông bà và anh chị em. Được phép của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, vị cha chung của Tổng giáo phận Hà Nội chúng ta, cũng là người cha của Đại chủng viện Hà Nội. Hôm nay chúng ta họp nhau tại nhà thờ Giáo xứ Hoàng Nguyên, cũng là nơi có phân khoa triết học và tu đức của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội mới được khánh thành. Sẽ có lễ khánh thành vào ngày 24 tháng 2, tức là sau Tết Nguyên đán, ở tại phân khoa tu đức tại nhà thờ Giáo xứ Hoàng Nguyên chúng ta. Trong bầu khí của những ngày cuối năm chuẩn bị đón xuân mới Giáp Thìn, chúng ta cùng chia sẻ niềm vui với Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội khi Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội có quý thầy thuộc lớp tu đức đã trải qua 4 tháng đào tạo, và nhất là tháng tu đức ở tại phân khoa tu đức triết học ở Hoàng Nguyên. Hôm nay quý thầy sẽ chính thức được mặc tu phục giáo sĩ. Thì đây không phải là một ngày lễ khấn ròng hay là một thánh lễ để trao chức giáo sĩ cho quý thầy, nhưng đây là một thánh lễ để quý thầy nhận lấy tu phục giáo sĩ. Và từ nay quý thầy sẽ mặc lấy Đức Kitô, cởi bỏ con người cũ, dấn thân một bước mới vào trong cái hành trình của người môn đệ của Đức Kitô, để với tấm áo giáo sĩ, quý thầy sẽ quyết tâm đi theo Đức Giê-su Ki-tô để trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài mỗi ngày một hơn. Trong niềm vui ấy có sự hiện diện của quý phụ huynh, gia đình của quý thầy. Chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay để chúc mừng Đại chủng viện, chúc mừng quý thầy lớp tu đức và gia đình. Trong thánh lễ này, chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, cho quý thầy được luôn luôn bước theo Chúa Kitô với tất cả cái quyết tâm của mình để chọn Chúa Kitô làm người thầy, làm lẽ sống cho đời tu của mình. Chúng ta cũng cầu nguyện cho Giáo xứ Hoàng Nguyên, nơi đã đón nhận khoa triết học và tu đức của Đại chủng viện. Cầu nguyện cho quý ông bà và anh chị em giáo dân đã chung tay để xây dựng phân khoa triết học và tu đức tại đây. Chúng ta cùng chuẩn bị đón mừng năm mới với tất cả cái niềm vui, để cùng cầu nguyện cho ơn gọi mỗi ngày được thêm đông số những bạn trẻ, không chỉ là ở giáo phận mà tại nơi đây, được đáp lại lời mời gọi của Chúa để dấn thân bước theo Chúa Kitô, trở thành những người môn đệ, những người giao giảng tin mừng nước Chúa. Với tất cả tâm tình ấy, giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối, xin Chúa thứ tha những thiếu sót lỗi lầm, để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong suốt cả năm nay, Chúa đã thương ban ơn phù trợ cho hồn xác chúng con an toàn. Giờ đây năm cũ sắp qua, chúng con cùng họp nhau dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân và xin Chúa thứ tha tội lỗi để chúng con được thư thái bình an trước thềm năm mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaia. Tôi xin nhắc lại ân nghĩa Đức Chúa, dâng lời ca tụng Đức Chúa, vì tất cả những gì Đức Chúa đã thực hiện cho chúng tôi, Vì lòng nhân hậu lớn lao của người đối với nhà Israel, vì những gì người đã thực hiện, bởi lòng người đầy thương xót và lắm nghĩa giàu ân, người đã phán: thật, chúng là dân của ta, là những đứa con không biết lừa dối. Và đối với họ, người đã là một vị cứu tinh trong mọi cơn quẫn bách, không phải là một sứ giả hay một thiên thần đã cứu thoát họ, nhưng là chính tôn nhan người, vì yêu mến và thương cảm, chính người đã chuộc họ về, đã vực họ dậy và mang họ đi suốt thời gian quá khứ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lời trích thư thứ nhất của Thánh Paulo tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. Thưa anh em, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an. Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em lời Đức Kitô Giêsu. Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở lên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta. Mặc khải vinh quang của Người, chính Người sẽ làm cho anh em lên vững chắc đến cùng. Nhờ thế, không ai có thể trách cứ được anh em trong ngày của Chúa. Chúng ta là Đức Chúa Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa là đấng trung thành. Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zakaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng, bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói, linh hồn tôi ca ngợi Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, vì Người đã nhìn đến phần hèn tôi tớ người. Thực Từ đây thiên hạ muôn đời sẽ khen rằng tôi có phúc, vì Đấng đã làm cho tôi những điều trọng đại, người quyền năng và danh người là Thánh. Đức từ bi người từ đời nọ tới đời kia dành cho những ai kính sợ người. Người đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Người lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Người đói kéo, người đói khát, người cho no đầy thiện hảo. Bọn giàu sang, người đuổi về tay không. Người đã nhận săn sóc Israel, tôi tớ của người. Bởi nhớ lại lòng từ bi của người, như người đã phán cùng tổ phụ chúng tôi, cho Áp-ra-ham và mưu duệ ông tới muôn đời. Đó là lời Chúa. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong tinh thần hiệp hành, hôm nay chúng ta tập hợp nhau ở trong ngôi thánh đường Giáo xứ Hoàng Nguyên này trong dịp tất niên và ngày trọng đại. Các thầy tu đức mặc áo sutan và surplis. Lời Thánh Vịnh 133 nói rằng ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau. Chúng ta thấy có sự hiện diện của cha tổng đại diện Antôn, đại diện cho Đức Tổng Giám mục về đây. Có sự hiện diện của cha tổng quản lý, của quý cha quản hạt, của quý cha trong ngoài giáo phận, của quý thầy, quý sơ, các ông bà cố và cộng đoàn phụng vụ. Tâm tình của ngày hôm nay chính là lời mời gọi hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Bao nhiêu ơn lành Chúa ban cho từng người chúng ta. Bao nhiêu ơn lành Chúa ban cho Hoàng Nguyên này. Bao nhiêu ơn lành Chúa đổ xuống cho các thầy năm lớp tu đức để hôm nay đánh dấu một bước đi lên. Từng bước con đi lên, đó là lời ca nhập lễ ca đoàn hát lên rất là cảm động, rất là hay. Hôm nay là một ngày dấu ấn đặc biệt cho các thầy lớp tu đức. Cho nên cùng với gia đình, tất cả cộng đoàn dâng lời cảm tạ hồng ân Chúa ban. Các thầy lớp tu đức rất thân mến. Lời bài hát Tấm Áo Tình Yêu của tác giả Lâm Hoàng Ân hát lên rằng: Lạy Chúa, tấm áo này là hồng ân của Chúa. Từ đây con cam kết với Ngài, bước theo Ngài vào mối tình huyền siêu. Cái lời bài hát này mời gọi các thầy nhận ra hồng ân của Chúa ban cho các thầy qua việc trao ban tấm áo surplis và sutan cho các thầy. Đây là một hồng ân Chúa ban, một hồng ân Chúa gọi các thầy. Và ngày hôm nay các thầy đón nhận cái tấm áo surplis và sutan như là một lời đáp trả lạy Chúa con đây. Nó giống như cái lời bài hát hát lên rằng không phải con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn con. Không phải con đã yêu Ngài, nhưng chính Ngài đã yêu con. Ngài đã yêu con từ khi con chưa biết yêu Ngài. Và Ngài đã gọi con để hôm nay con đáp lên lời lạy Chúa con đây. Đón nhận chiếc áo trùng màu thâm là đón nhận Chúa Kitô, như là lời cha tổng đại diện nói đầu thánh lễ, là mặc lấy Chúa Kitô ở trong tinh thần của hy sinh, tinh thần của tự hủy, tinh thần của người vác thập giá đi theo Đức Kitô. Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mọi ngày mà theo Thầy. Mặc lên mình chiếc áo surplis màu trắng khi các thầy chầu Thánh Thể và tham dự Thánh lễ là một lời mời gọi các thầy phải nỗ lực mỗi ngày để biến đời của mình trở thành một của lễ tinh tuyền dâng lên Thiên Chúa. Người ta nói rằng cái áo không làm nên thầy tu, thế nhưng tu phục lại là dấu chỉ của đời sống thánh hiến. Khi cái thầy mặc tấm áo tu phục, người ta nói rằng đẹp xinh như là cô nhà mụ, đẹp như là chú nhà thầy. Xinh và đẹp không phải ở cái áo bên ngoài, mà ở cái tấm lòng của một đời tận hiến. Các thầy mặc áo sutan và surplis, mọi người rất kính trọng. Mọi người kính trọng không phải bản thân các thầy, cũng chẳng phải vì cái tấm áo, nhưng đây là một dấu chỉ các thầy được Chúa chọn, là một dấu chỉ các thầy thuộc về Chúa. Cho nên các thầy phải vượt qua những cảm xúc của bên ngoài. Quả thật, ngày hôm nay tôi thấy quá trọng thể, và các cha cũng thấy quá trọng thể. Thật là long trọng và đầy cảm xúc, thật là sốt sắng và đầy thánh thiện. Cái ngày dấu chỉ, cái ngày ghi dấu các thầy đón nhận tấm áo này. Nhưng cảm xúc dù có dâng trào thế nào, có rào rạt đến đâu, thì cũng chỉ là phút giây rồi sẽ qua. Các thầy được mời gọi phải sống cái tinh thần của mặc cái áo dòng, đó là mặc lấy Chúa Kitô, là từ bỏ con người cũ, mặc lấy Chúa Kitô trong tinh thần của hy sinh, tinh thần của tự hủy, tinh thần của vác thập giá, là nỗ lực mỗi ngày biến đời của mình trở thành của lễ tinh tuyền dâng hiến Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, hôm nay cùng với việc các thầy mặc áo surplis và sutan cũng là ngày lễ tất niên của lớp tu đức. Cái tâm tình của ngày hôm nay là tâm tình cảm tạ. Phụng vụ lời Chúa hôm nay như là một bản hòa tấu mang tên gọi hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn chọn tình thương. Bản hòa tấu ấy bắt đầu với lời ngôn sứ Isaia: tôi xin nhắc lại ân nghĩa Đức Chúa, ca tụng Đức Chúa vì tất cả mọi ơn lành Người đã làm cho chúng tôi. Cái ơn lành Chúa đã làm cho các thầy, đó là Chúa đã chuộc các thầy ra khỏi thế gian, Chúa đã gìn giữ các thầy ở trong quá khứ để hôm nay một dấu chỉ Chúa chọn các thầy một bước để tiếp tục đi theo Ngài, Một bước đi theo Ngài không phải để làm khanh tướng, nhưng là một bước đi theo Ngài trong tinh thần của hy sinh, tinh thần của phục vụ. Những điều Chúa đã làm cho Đại chủng viện năm nay thật là lớn lao. Cái nhà mới đó là một hồng ân Chúa ban cho gia đình Đại chủng viện. Và chúng ta, gia đình Đại chủng viện, cảm tạ Chúa cái ơn mà Chúa cho chúng ta được trở về đây ở giáo xứ Hoàng Nguyên này, để trở thành một người con ở trong giáo xứ Hoàng Nguyên này, được hưởng những mưa móc ân huệ mà Chúa ban qua các cha mẹ, qua các gia đình của giáo xứ Hoàng Nguyên này. Cái ân huệ mà Chúa ban cho Hoàng Nguyên cũng không phải là nhỏ, bởi vì như Đức Tổng Giám mục Du Xe đã nói, trả lại tên cho em, khi mà khởi công cái chủng viện này, nơi đây đã từng là cái nôi của chủng viện, trả lại tên cho em, lại trở về Hoàng Nguyên để nơi đây lại là một cái nôi đào tạo nên những linh mục cho các giáo phận ở trong tương lai. Cái lời cảm tạ ở trong bản hòa tấu tiếp tục ở nơi bài đọc thứ hai. Thánh Paulo nói: tôi hằng cảm tạ Chúa vì mọi ân huệ Chúa đã làm cho anh em trong Đức Giê-su Ki-tô. Tất cả chúng tôi các linh mục, quý sơ, quý thầy và cộng đoàn phụng vụ tạ ơn Chúa, bởi vì hôm nay Chúa đã trao ban cho các thầy tấm áo như là dấu chỉ yêu thương. Ngài chọn gọi các thầy một cách kiên quyết hơn, để các thầy cũng nhận thấy hôm nay phải đáp trả lại một cách quyết liệt hơn ơn gọi, cái tình thương mà Chúa đã trao ban cho các ngài. Cao điểm của cái bản hòa tấu tạ ơn hôm nay là lời tin mừng, lời của Đức Trinh Nữ Maria dâng lời tạ ơn Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại. Bản hòa tấu lời ca tạ ơn hôm nay nhắc nhở cho chúng ta rằng tất cả là hồng ân, và tất cả hồng ân đều đến từ nơi Thiên Chúa. Cho nên hôm nay và mãi mãi luôn luôn phải vang lên lời cảm tạ. Và lời cảm tạ đẹp nhất đó là biến đời sống của mình trở thành một lời ca tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Cùng hợp với bản hòa tấu tạ ơn hôm nay, con cũng xin được thay mặt cho gia đình Đại chủng viện cảm ơn Đức Tổng Giám mục Du Xe, cảm ơn cha tổng đại diện, cảm ơn quý cha, quý sơ và cộng đoàn phụng vụ, tất cả mọi người đã chung tay nâng đỡ cho chúng con ở trong quá khứ và sẽ còn tiếp tục ở tương lai. Cái lời cảm ơn đặc biệt con xin được gửi tới cha xứ Hoàng Nguyên, cha Paulo Nguyễn Văn Mạnh và giáo dân giáo miền Hoàng Nguyên này, cũng như là các cha xứ ở trong giáo miền Hoàng Nguyên đã đón nhận gia đình Đại chủng viện về trên mảnh đất Hoàng Nguyên này và dành cho chủng viện tất cả những gì là tốt đẹp nhất trong quá khứ, ngày hôm nay, và cũng đang tiếp tục nâng đỡ Đại chủng viện một cách đặc biệt trong việc chuẩn bị cho ngày khánh thành 24 tháng 2 năm 2024. Tất cả là hồng ân, chúng con xin cảm tạ Chúa, cảm ơn tất cả mọi người đã nâng đỡ chúng con. Trước thềm năm mới, con xin được cầu chúc cha tổng đại diện, tất cả quý cha, quý thầy, quý sơ, quý ông bà cố và mọi người một năm mới đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa tình yêu. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen. ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa sáng tạo mọi loài và thống trị trên mọi sức mạnh, xin thương nghe lời chúng con nguyện cầu mà làm phép và thánh hóa các tu phục này, để tất cả những ai mang chúng được xứng đáng phục vụ Chúa với một lòng đạo đức chân thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em thân mến, Đức Kitô là vị mục tử nhân lành đã hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Trong ngày lễ trao tu phục hôm nay, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong hội thánh luôn là hiện thân của Đức Kitô, biết quan tâm và tận tình chăm sóc đoàn chiên mà Chúa đã giao phó. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con nguyện cầu của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho quý cha trong ban đào tạo được đầy tràn ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để các ngài luôn hướng dẫn và dạy dỗ các chủng sinh trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, mục tử nhân lành. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con nguyện cầu của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình công giáo, cha mẹ, quý ân nhân và thân nhân luôn mạnh khỏe, bình an, để đồng hành với chúng con đáp lại tiếng Chúa gọi. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho quý thầy nhận tu phục hôm nay luôn sống tâm tình cảm tạ tri ân, bằng mọi nỗ lực đào luyện bản thân để trở nên những môn đệ trung tín và nhiệt thành theo gương Đức Kitô mục tử. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu của Chúa. Lạy Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, Chúa luôn yêu thương và chăm sóc để chúng con được sống dồi dào. Xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện và ban ơn trợ giúp để chúng con biết hăng say làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật chúng con dâng để cảm tạ và tôn vinh danh Thánh vì mọi ơn lành Chúa đã thương ban. Xin cho lễ tế hôm nay trở nên nguồn sinh lực hằng nâng đỡ mọi người chúng con trong những ngày tháng tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế, cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu đấng Giê-su Ki-tô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa, chúng con đoàn diện Chúa dịu dàng và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu đấng Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Du Xe chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giê-su Ki-tô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và song người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa. Là xa tòa hàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giảm nguyện hơn rằng để xa chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành ra cả sáng nước xa gì đến khi xa thế hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin xa cho chúng con hôm nay lương thường Chúa. Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống đường bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giùm, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phung và ngày trở lại của Chúa Giê-su Ki-tô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phụng cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thánh lễ tất niên này, Chúa đã cho chúng con được no thỏa nhờ lời Chúa và bánh thánh. Xin cho chúng con được đầy lòng tin yêu để sang năm mới chúng con thêm phấn khởi sẵn sàng phục vụ Chúa và tất cả mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúng con xin trân trọng kính mời Cha Tổng đại diện, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn an tọa. Trong tâm tình tri ân và cảm tạ, giờ đây con xin kính mời một thầy đại diện lên có lời tri ân Cha Tổng đại diện, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn. Trọng kính Cha Tổng đại diện Antôn, Cha Giám đốc Bruno, quý cha, quý thầy, quý sơ, quý ông bà cố, quý ân nhân và cộng đoàn rất thân mến. Những ngày cuối cùng của năm Quý Mão đang dần khép lại, chúng con nhận ra rằng những gì chúng con đã được lãnh nhận trong một năm qua đều là hồng ân quý giá mà Thiên Chúa ban tặng. Thật hạnh phúc cho chúng con, trong ngày hôm nay chúng con được đón nhận tấm áo mà Thiên Chúa muốn trao tặng. Qua tấm áo, chúng con nhận ra dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng con, và cũng là lời đáp trả của chúng con trước tiếng gọi dấn thân trong sứ vụ làm môn đệ của Chúa Giêsu. Trong giây phút này, điều trước nhất chúng con muốn bày tỏ là tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Người đã tuôn đổ trên chúng con. Bàn tay Người đã gieo vào tâm hồn chúng con ý định yêu thương từ muôn ngàn đời. Và đặc biệt, chính bàn tay Ngài đã dẫn dắt và đưa chúng con đi vào hành trình ơn gọi. Và đến hôm nay, Người tiếp tục mời gọi, thêm sức cho chúng con tiến bước lên một chặng mới. Hòa với tâm tình tạ ơn đó, chúng con xin bày tỏ lời tri ân đến quý cha, quý thầy, quý sơ và quý cộng đoàn. Thật may mắn cho chúng con là những người em út trong gia đình Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Những người em đang chập chững bước đi những bước đi đầu đời trong đời thánh hiến, nhưng lại được hưởng một tình yêu lớn lao, được dẫn dắt bởi vị cha chung của giáo phận là Đức Tổng Giám mục Du Xe. Mỗi ngày, Đức Tổng luôn quan tâm và chỉ dạy chúng con nhiều điều. Khi chúng con còn ở tòa giám mục, hàng tuần, Đức Tổng đã dành cho chúng con một buổi chiều để ban những lời huấn từ cho chúng con. Trong những ngày chúng con chuẩn bị chuyển cơ sở về Hoàng Nguyên, Đức Tổng cũng luôn hỏi thăm và động viên chúng con. Tuy hôm nay, Ngài không hiện diện với chúng con để chủ sự thánh lễ, nhưng với tình yêu của một người cha dành cho các con, Đức Tổng vẫn dành lời cầu nguyện, cầu chúc cho anh em chúng con có một thánh lễ sốt sáng và nhiều ơn Chúa. Chúng con cảm nhận được nhịp đập của con tim vị mục tử nhân lành và thao thức cho đoàn chiên của mình. Chúng con xin hết lòng tri ân và cầu nguyện cho Đức Tổng luôn mạnh khỏe và nhiều ơn Chúa, để Ngài tiếp tục lèo lái con thuyền giáo phận. Chúng con xin tri ân Cha Tổng đại diện Antôn đã về chủ sự thánh lễ, làm phép và trao tu phục giáo sĩ cho chúng con. Không những thế, trong năm học vừa qua, Cha đã giúp chúng con có thêm hiểu biết về linh đạo trong đời sống thiêng liêng với những tiết học thật vui vẻ. Kính thưa quý đấng bậc, Lời tri ân tiếp mà chúng con muốn gửi tới là cha giám đốc Bruno. Cha đã yêu thương và đón nhận chúng con vào gia đình Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Là người con út trong gia đình, chúng con cảm nhận được sự quan tâm ân cần mà cha đã cầu nguyện, đã dạy dỗ trong những giờ huấn đức với những chia sẻ đơn sơ, chân thật nhưng đầy ắp tiếng cười. Hôm nay, cha đã dành cho chúng con những lời chia sẻ về sự hiện diện của Thiên Chúa qua phụng vụ, đặc biệt với ngày Hồng Ân lãnh nhận tu phục. Qua đây, chúng con nhận thấy sự hy sinh âm thầm mà cha đã dành cho chúng con, để chúng con có điều kiện tu luyện tốt nhất. Chúng con nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha sức khỏe và ơn khôn ngoan, để cha chỉ dạy chúng con mỗi ngày trưởng thành hơn trong hành trình ơn gọi là người môn đệ của Chúa. Một ân tình sâu sắc nữa, chúng con muốn dành tới là cha chủ nhiệm Du Xe và cha linh hướng Tô Ma. Quý cha đã luôn ân cần chăm sóc, kiên nhẫn và bao dung, giúp chúng con tiến bước hơn. Mỗi ngày sống, chúng con được quý cha nhắn nhủ dành nhiều thời gian bên Thầy Giê-su Chí Thánh để lắng nghe, học tập, suy xét và phân định cách ngoan ngùi về ơn gọi của mình. Khi cảm nhận được những tâm huyết đó, chúng con nhận ra rằng ơn gọi thật quý trọng và chúng con sẽ cố gắng hơn trong hành trình ơn gọi. Xin quý cha luôn cầu nguyện và đồng hành với anh em chúng con trên chặng đường tiếp theo. Chúng con xin cảm ơn cha xứ Paulo, cha phó Paulo đã dành cho chúng con sự yêu thương và đón nhận chúng con như những con chiên trong giáo xứ. Các ngài không chỉ giúp đỡ chúng con về mặt tinh thần, nhưng còn cả về vật chất. Chúng con chỉ biết cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý cha nhiều niềm vui trong sứ vụ. Trong tâm tình cảm mến, chúng con xin cảm ơn quý cha nghĩa phụ. Các ngài đã luôn yêu thương, bảo ban, hướng dẫn và giúp đỡ chúng con cách này, cách khác. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý cha nhiều ơn lành và bình an. Một điều chắc chắn nữa mà chúng con không quên là ân tình và công sức mà quý cha giáo, quý thầy cô giáo đã trao tặng cho chúng con qua từng tiết học. Những điều đó chúng con luôn khắc ghi trong từng ngày sống của mình. Xin quý cha, quý thầy cô giáo tiếp tục cầu nguyện và hướng dẫn chúng con. Chúng con cũng xin cảm ơn quý cha vì lòng mến cũng đã về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Xin quý cha thêm lời cầu nguyện và dâng những lời kinh cho chúng con, để chúng con ngày một thăng tiến hơn trên con đường ơn gọi mà chúng con đang đi. Kính thưa Thầy đồng hành Du Xe, chúng con nhận thấy nơi Thầy là tấm lòng của người anh cả dành cho các em. Chúng con xin tri ân Thầy. Chúng em cũng xin cảm ơn các anh vì tình nghĩa huynh đệ đã yêu thương bớt chút thời gian về giúp lễ và cầu nguyện cho chúng em. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý sơ đã yêu thương hiện diện trong thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Cách riêng, chúng con muốn được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới quý sơ dòng thánh Paulo đang hiện diện tại khoa Tu Đức. Hàng ngày, không những các sơ dành lời cầu nguyện cho chúng con, mà quý sơ còn hy sinh âm thầm, thức khuya dậy sớm, chăm lo cho chúng con những bữa cơm thật ngon, hấp dẫn và bổ dưỡng. Nhờ đó, chúng con có được sức khỏe tốt nhất để học tập và tu luyện nơi mái trường chủng viện. Trong tâm tình yêu thương, chúng con xin hết lòng tri ân quý ân nhân, thân nhân, ban hội đồng mục vụ giáo xứ Hoàng Nguyên, ca đoàn, hội kèn, âm thanh ánh sáng, ban truyền thông, ban lễ tân và cộng đoàn giáo xứ đã hiện diện nơi đây để hiệp thông và cầu nguyện cho chúng con trong thánh lễ này. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành nơi quý vị. Kính thưa bố mẹ, để có được ngày vui và hạnh phúc như ngày hôm nay, cách đặc biệt, chúng con muốn dành tình cảm để nói lên tấm lòng biết ơn đối với cha mẹ đã sinh thành, chăm sóc và nuôi dưỡng chúng con, để có được những nền tảng cho sự trưởng thành ơn gọi là nhà tình thương của gia đình. Điều cha mẹ đã dạy dỗ, gửi gắm, có cả những lời mắng, nhưng những điều này là lời vàng ngọc sẽ đi cùng chúng con trên mọi bước đường ơn gọi. Dẫu chúng con có học thêm nhiều điều, có biết thêm nhiều thứ, nhưng chúng con sẽ vẫn khắc ghi những lời mẹ dạy, từng điều vỡ lòng từ sự chỉ bảo của cha. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha mẹ nhiều ơn phúc, để cha mẹ luôn mạnh khỏe và là nguồn động lực lớn nhất thúc đẩy chúng con thăng tiến trong hành trình ơn gọi. Trọng kính quý cha, quý thầy, quý sơ và cộng đoàn, như Đức Tổng Giám mục Du Xe đã từng chia sẻ chúng con trong giờ huấn đức, tấm áo không làm nên thầy tu, nhưng thầy tu cần tấm áo. Chúng con biết rằng tu phục chúng con được mặc trên người từ hôm nay, được dệt bằng tình yêu Thiên Chúa và của biết bao tấm lòng quảng đại. Đây sẽ là hành trang quý giá mà chúng con sẽ mang theo trên suốt chặng đường thánh hiến, và cũng là lời nhắc nhở chúng con về sứ vụ của mình. Kính thưa quý đứng bậc, nhân dịp năm cũ Quý Mão đang dần khép lại và năm mới Giáp Thìn sắp mở ra, chúng con xin kính chúc quý cha, quý thầy, quý sơ và quý cộng đoàn đón một năm mới Giáp Thìn được bình an, mạnh khỏe, nhiều niềm vui và tràn đầy hồng phúc trong Chúa Xuân. Giờ đây, chúng con xin được bày tỏ lòng yêu mến và tri ân tới cha Tổng đại diện Antôn, cha Giám đốc Bruno, cha chủ nhiệm Du Xe, cha Tổng quản lý Thomas Aquinô, cha xứ Paulo, cha Phó Giám đốc Du Xe qua lãng hoa tươi thắm. Chúng con xin quý cha thương đón nhận. Cùng hòa vang hai tiếng cảm ơn, hát câu cảm ơn vang rồi nơi đây. Hòa ngàn con tim muốn nói lên lời cảm ơn không bao giờ quên, lời cảm ơn không bao giờ phai. Kính thưa quý cha, quý sơ, quý thầy, quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta dâng thánh lễ tạ ơn tất niên rất là sốt sắng, và trong thánh lễ tạ ơn tất niên thì có nghi thức làm phép và trao tu phục cho quý thầy lớp Tu Đức. Tất cả làm nên cái vẻ đẹp của phụng vụ ngày hôm nay, và góp phần vào cái vẻ đẹp ấy thì chúng ta cảm ơn cha xứ, cha phó rồi, nhưng mà cảm ơn ca đoàn, rồi hội kèn, hội trống và sự hiện diện của quý ông bà và anh chị em giáo xứ Hoàng Nguyên. Chúng ta nổ một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả. Và hôm nay thì Đức Tổng sai con về đây để thay mặt Đức Tổng cử hành thánh lễ tạ ơn. Chúng con xin thay mặt Đức Tổng kính chúc cha Giám đốc, cha Phó Giám đốc, quý cha trong ban đào tạo, quý cha quản hạt, quý cha, quý thầy, quý sơ cùng tất cả quý phụ huynh và ông bà, anh chị em đang hiện diện trong nhà thờ này một năm mới Giáp Thìn tràn đầy sức khỏe, sự bình an và nhất là nhiều ơn Chúa hơn nữa, để chúng ta cùng hiệp hành, hiệp thông với nhau xây dựng nước trời ngay tại trần thế này. Và một lần nữa chúng ta cùng nổ tràng pháo tay để cùng cảm ơn nhau. Mời cộng đoàn đứng kết thúc thánh lễ. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.